Câu câu này nó hơi 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 phức tạp xin. Câu này nhé. Cái câu mùi đó em nghe cái nào nó cũng khó luôn. Câu này hơi khó nè. Nói về một cái article là gì? Nói về một hiện tượng. No, article là một bài báo ấy. Bài báo. Bài viết article. Thì người đàn ông, người con trai đó thì nghĩ rằng là có nhiều người trẻ bị depression là gì? Depression là kiểu chán nản. Depression. Em chưa gặp từ này hả? Dạ có. Đó giờ em hiểu theo cái nghĩa là kiểu như sự chán nản, sự trì trệ. No. Depression nó là nghĩa theo bệnh tình cảm. Thì đó có sự trầm cảm, bệnh trầm cảm. Còn cái depression mà hiểu theo nghĩa kinh tế đấy, thì nó là cái sự suy thoái. Ví dụ như ở các kinh tế thì economical depression gọi là cái depression là cái gì đó nó đi xuống mà ví dụ như ở trong ví dụ như sự the great depression là nó sẽ ra khi mà em sợ the Great Depression là em sợ nó sẽ ra cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế lớn những năm khi mà khủng hoảng kinh tế thừa của thế giới thì nó gọi là the Great Depression, khủng hoảng kinh tế thừa năm 1939 là khủng hoảng kinh tế thừa đấy. Và khi đó khi mà cái máy móc nó ra đời ấy, xong rồi người lao động chân tay á, người ta mất việc thì đó là cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế thừa những năm 30 của thế kỷ trước, thì đó là cái nghĩa depression mà theo nghĩa bệnh tình nó gọi là cái bệnh trầm cảm. Trầm cảm thì có cái gọi là cũng gọi là trầm cảm nhẹ và trầm cảm nặng. Thế trầm cảm nhẹ thì như em nói là cái kiểu buồn chán, kiểu con bị mất phương hướng đại loại thế, thì đó gọi là depression nhẹ. About mental. Bây giờ mình nghe lại này. Câu A này mà cái hiệp nói như thế nào? They think they're not good at their friends on social media là gì? Họ nghĩ rằng họ không có tốt bằng những cái bạn bè ở trên mạng xã hội. Đúng rồi. Đây. Anh giới thiệu em thêm cái từ mới. Bữa mình học biết cái này, mình học cái này. Peer pressure, áp lực đồng trang lứa. Cái này người ta dùng nhiều lắm hả? Sau này thì sẽ nó nhiều. Hay so sánh á, hay so sánh đồng lứa đó nha. Peer pressure. B. Many of them have mentally unstable parents. Là gì? Rất là nhiều trong số họ có unstable, không ổn định. Bố mẹ không ổn định. Mentally tinh thần. Bố mẹ có tinh thần không ổn định không? Đúng rồi, mentally. Bố mẹ không ổn định về mặt tinh thần à? Mentally, khi mà em dịch hay là em hiểu cái trạng tự thì em nên dịch theo cái hướng là theo cách nào đó, theo bằng một cách tốt, theo cách tốt. Thì nhiều người trong số họ có ba mẹ không ổn định về mặt nó là
nó là trật tự về mặt theo cách nào đó, về mặt nào đó, gọi là nó là cái chức năng của trật tự. They stop going to school too late. Họ nghỉ học quá sớm. Bây giờ có ba lý do. Thứ nhất là áp lực đồng trang lứa hay sao sao. Thứ ba là có bố mẹ không có ổn định về mặt tinh thần này. Xong rồi bị gọi là không, nói chung là nghỉ học quá sớm, nghỉ học sớm ấy. Thế thì coi tập trung nè. Ta hỏi là người đàn ông nghĩ rằng là có nhiều người trẻ bị depression, tình trạng gì? Nó nói từ cái này qua cái kia nhưng mà nó là có một cái thôi. Oh, what does it say? It explains why there are more and more young people with mental health problems nowadays. Yes, it has nothing to do with the family. Yeah, you're right. You're right. Sau cái người đàn ông kêu là thế như tôi đọc được là kiểu cái gì school is stressful. Em có nghe nhắc đến chữ stress với lại school với lại social media em nghe là đặt áp lực đồng trang lứa. Thì câu A thì đúng rồi, nhưng mà nó có nói, cái bài báo nó nói về hai cái này, bài báo nó có nói về hai cái này, nó có nói về hai cái này. Xong rồi cái câu hỏi ở đây là người đàn ông thì nghĩ nó như thế nào. Thấy là bài báo nó không đề cập, nhưng mà đối với người đàn ông đó thì người đàn ông nó nghĩ rằng là người trẻ thì cái impact, cái sự tác động của social media, thì impact of social media. Reading, Peter. Well, it's an article about mental health. Oh, what does it say? It explains why there are more and more young people with mental health problems nowadays. Let me guess, it must have something to do with our family. Yeah, you're right. The article says that in fairly that they have parents who have mental illnesses themselves. And it also provides evidence that teenagers who leave school early are more likely to have depression. I see. Does the article mention any other reason? I'm still reading, but I'm surprised that they haven't mentioned the importance of social media yet. I think nowadays, young people usually compare themselves with others on social media. I'm sure this causes a lot of stress. Yes, I agree. Depression ở đây trong cái bài đó nó nói về cái, nó nói là cái từ tương đương của nó mình. Nó là mental health problem. Em ở đầu đó em nghe được cái mental health, em đoán được là cái vấn đề về tinh thần. Okay.
Okay, let's move on number 10, number 11. You will hear a celebrity sharing her health advice in a radio program. Thank you for being here today, Carla. Can you share with the audience your secrets to stay young and beautiful? I think keeping a healthy lifestyle is the best way to keep your youthful look. Every day I exercise for at least 60 minutes. Many people think that I must have a lot of nutritional supplements in my diet. Actually, I only eat more vegetables and fruit. I drink a lot of water. I have a busy working schedule and under a lot of stress. There are many days when I cannot get enough 8 hours a night. So to keep my mind at ease, I do meditation during my breaks. The hard part is that you need to keep the routine every day, no matter how busy you are. Thank you for such practical advice. Là do exercise với lại eat more vegetable and fruit với lại drink more water. Cái khúc sau với lại nghe được cái đoạn là có một số ngày không ngủ đủ 8 tiếng. I cannot sleep enough 8 hours. Đúng rồi. Thế thì ở đây nó lại xếp trừ ra ha. Ngồi trừ. Okay. Good. Vậy là cũng được 3 câu trên 5 câu ha. Thế thì